nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thật xót xa khi ba người trong một gia đình tử vong trên đường đi hành hương từ Thánh địa La Vang về Hà Tĩnh. Được biết, đại gia đình vừa gặp nạn ở giáo xứ Trung Nghĩa, giáo phận Hà Tĩnh, hai bố mẹ và đứa con gái chuẩn bị lấy chồng đã qua đời, một người đang cấp cứu nặng. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn được nghỉ yên đời đời. Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 4 tháng 7 năm 2022, xe ô tô 7 chỗ tông trực diện xe tải khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Thời điểm gặp nạn, các nạn nhân trên đường đi từ giáo xứ La Vang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về Hà Tĩnh. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 7 tại km 685 550 tuyến đường tránh lũ, đoạn qua thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A144XX lưu thông theo hướng Nam, Bắc, chưa rõ danh tính tài xế. Khi xe đến đoạn đường trên thì tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 76C060XX chưa rõ danh tính tài xế lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh giữa hai xe khiến hai người ngồi trong xe ô tô con tử vong, ba người bị thương nặng. Tại hiện trường, phần đầu hai chiếc xe hư hỏng, biến dạng. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, cứu hộ, cứu nạn. Trao đổi với giao thông, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba, Đồng Hới xác nhận có 3 nạn nhân vào cấp cứu trưa nay tại bệnh viện. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân NVA sinh năm 1999 đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện. Hai người còn lại đang điều trị tại bệnh viện gồm Nguyễn Huy Hùng sinh năm 1968, Nguyễn Phước An sinh năm 2007, đều trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thủy xác nhận thông tin hai người tử vong tại hiện trường là vợ chồng, người con gái tử vong khi đưa tới bệnh viện và Nguyễn Phước An đang điều trị tại bệnh viện là người trong một nhà. Các nạn nhân đi trên chiếc xe ô tô là người cùng nhà, trên đường đi từ giáo xứ La Vang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về Hà Tĩnh thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn các nạn nhân được về hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, ủi an gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau quá lớn này. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.